Rồi em chờ cả anh chị em mang quay lên con máy whip cho anh chị nè. Bữa có anh khách hỏi kêu em kiếm mấy con máy 36 ly á, cỡ 36 ly. Hôm nay em quay nè, có con KB 3400-3420 nè, dinh nào phải đem cho bằng. Tổng dây giật này không phải nó bị hư nha anh chị, bên Nhật người ta cột lại, người ta cột cho đựng cột vô á, ha, nó để nó không gỡ ra bỏ đi. Cái ống là hình như nó nhỏ, nó cột vô anh chị, ha. Cái này đầy đủ đồ hết đi nha, cái cần cần màu đẹp lắm nha anh chị. Rồi đem cho anh chị xem bê tông, sẵn đem mở ra cho, trời ơi, tông chưa chạy luôn anh chị. Ghê luôn, cái nòng ở bển nó còn giống như ít chạy luôn, chưa chạy luôn chị. Cái máy này chạy chừng lít 2 lít xăng cái gì nè, cái tâm nó nè anh chị, cái tâm nó mới tinh luôn là anh chị biết rồi nè. Chạy con xíu này chứ nó cũng đẹp lắm nè anh chị, đẹp dữ lắm nha. Tâm nhôm mà nó gì là đẹp lắm á. Máy này để bụi vô ghê, để bữa giờ bữa Tết bán không ai mua, thôi giờ lấy em dọn chưa. Con này nếu mà con này em bán 3 triệu nha, con này dọn xong em bán 3 triệu nha. Yeah, bao ship nha anh chị, cần ba lô nha anh chị, cần đồ đầy đủ nó zin hết luôn á. Ở ngoài không giá này đâu anh chị, ngoài 3 triệu mấy á, 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6 rồi. Cái cần nó đem cho anh chị coi cần không, cần đâu trời, cần đẹp lắm. Bó chung ở trong đó anh chị ơi, giờ không thấy rồi, để nó âm lục ra, đẹp lắm. Thằng của em coi đẹp lắm. Đâu rồi? Đấy. Nè 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 nè, cần đây nè. Thấy không? Đầy đủ chén cỏ rồi, đầy đủ ô gì? Chén chống quấn cỏ rồi, đầy đủ hết luôn anh chị. Nè. Zin nào. Mới đem về bằng 3400 nè, 3420 nè chị thấy không? Em xây lên cho chị xem. Nè, nhìn kỹ lên thấy à. Nhìn cái đó luôn á, đẹp lắm. Rồi. Để em dọn xong con nó bán 3 triệu thôi nha anh chị. Bán gom tiền em lấy máy á. Chứ giá thị trường 3 triệu 6 luôn anh chị. Rồi. Đây thêm con nè, chùm cuối. Này không có nổi luôn. Đẹp lắm nha anh chị. Con này đẹp lắm nha. Nhìn anh chị nhìn nè, thấy không? Cái tin đời này nãy lớn tuổi ông ba em á anh chị. Làm cái tin gì luôn nè. Làm ra tin cội thinh luôn. Xích thì nó mòn hết không nữa. Nó xài xích lớn nhất anh chị. Cái tin cho bằng nè, cái tin quay. Cái chỗ này thì nó chỗ bô chạy thì nó hơi đen đen như anh chị, nó vàng vàng chứ ha. Con này nồng, con này 61cc anh chị, con này không biết nồng nhiêu luôn, nồng chắc cũng hơn 50 ly quá. Không biết nhiêu nữa. Nó nổ như súng đạn nổ vậy. Con nó 20 bán 2,5 triệu nha anh chị. Con nó vệ sinh rồi nha, dọn rồi nha. Đẹp lắm nha anh chị. Giá rẻ nha anh chị. 7 cái máy nè, đem cho anh chị đem đọc nè. Tháng 8 năm 1953, 61cc. Đó, em biết nhiều hơn anh chị. Rồi, chị nào cần liên hệ em ha. Máy cửa nó 2,5 triệu, con máy này 3 triệu. Có rẻ luôn, bao ship hết nha anh chị. Rồi, thôi em chào nha.